Quốc Bảo xin được cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Kính thưa quý vị, chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Và chúng ta sẽ có khung giờ quen thuộc để gặp lại tất cả quý vị và các bạn, và đặc biệt là gặp gỡ hai đội chơi của chúng ta trong khung giờ quen thuộc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đội nhà của ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho bé Tường Minh và bé Mai Vy. Yeah. 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 Trời ơi, không lại. Yeah. Yeah. Rồi, tuần này quay trở lại với Thứ Năm Vui Nhộn. Tụi con đã chuẩn bị cái tuyệt chiêu gì để mà chiến đấu với đội đối diện của chúng ta? Đó chính là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ chưa? Dạ rồi. Con tự tin vào cái lĩnh vực kiến thức nào của mình? Thể thao tự tin không? Dạ có. Âm nhạc tự tin không? Tự tin hả? Rồi đời sống tự tin không? Hơi có. Bên đây Mai Vy, con tự tin vào cái kiến thức gì của mình? Âm nhạc nè. Thể thao luôn. Ẩm thực. Không tự tin ẩm thực à? Ẩm thực thì con chỉ biết ăn thôi, con không biết nấu. Con chỉ biết ăn thôi, con không biết nấu. Và ngay bây giờ để xem coi ngày hôm nay đối thủ của tụi con là ai. Chắc chắn đó chính là những nghệ sĩ mà chúng ta rất là yêu quý. Một tràng pháo tay dành cho nam diễn viên Quốc Khánh và nam diễn viên Bủ Đa. Và ngày hôm nay đến đây với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn, cảm xúc của hai bạn và cái hành trang mà hai bạn đã chuẩn bị để chiến đấu với đối thủ của mình là như thế nào? Thì lần này là lần thứ hai mà Lê Buda đã tham gia chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Thì hình như nghe nói là đổi format rồi hay đổi gì đó đúng mát. Không? Format này là hai bạn lớn. Hai người lớn là chung đội. Chung đội. Đúng rồi. Rồi hai người nhỏ. Hai bạn thiếu nhi là chung đội. Hai bạn thiếu nhi. Đúng rồi. Vậy sao hai bạn nhỏ chơi lại hai bạn lớn? Xin được thông báo với Lê Bửu Đa và Quốc Khánh luôn, đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn với format mới này, cái phần trăm mà đội khách đến đây và chiến thắng á là 0.01%. Thiệt luôn hả? Thiệt, really. Yeah. Và ngay bây giờ hai đội chơi đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Bắt tay một cái rồi về vị trí nè. Đó, bắt tay với đối thủ luôn. Yeah. Xin mời hai đội chơi về vị trí của mình.